Xin chào mọi người, lại là Jessie Yummy đây. Và hôm nay mình sẽ ăn canh khổ qua, cơm trắng và nước mắm ớt. Nhà mình á, bình thường là nấu canh khổ qua ăn, nhưng mà hôm nay có mình ăn à. Cho nên cái này là mình mua ở ngoài. Hai trái khổ qua này á, là có 30.000 thôi, chỉ hơn $1 thôi đó mọi người. Đó. Còn cơm này á, là cơm nhà mình nấu. Mình không thích ăn cơm ở ngoài, tại cơm nhà mình nấu rất là ngon. Mình chọn cái loại gạo ngon. Nhà mình á, là ăn gì thì ăn, ăn trứng chiên cũng được, ăn rau luộc cũng được. Nhưng mà cơm với lại nước mắm á, là phải ngon. Rồi bây giờ mình sẽ ăn và mình sẽ nói về cách làm canh khổ qua cho mọi người nghe nha. Đó, cái miếng khổ qua này nè, chấm với nước mắm nè. Đó, nước mắm ớt nó mới ngon. Khổ qua chỗ này làm rất là ngon, nó không có bị đắng quá. Ăn khổ qua là chắc chắn phải đắng rồi, nhưng mà đắng bị đắng quá nó không, nó mất ngon á mọi người. Ngon quá. Bình thường nếu mà cả nhà mình ăn canh khổ qua á, là mình sẽ mua về 10 trái, tầm 10 trái. Xong rồi mình nấu lên nguyên một nồi, là cả nhà mình ăn nguyên ngày luôn, sáng chiều luôn. Không có cần ăn những món khác, chỉ cần cơm với lại khổ qua, canh khổ qua vậy thôi. Là tuyệt vời. Còn cái cách đó mà làm canh khổ qua nó đơn giản lắm mọi người. Mình mua tầm khoảng 3 hoặc là 4 lạng thịt xay. Tùy nhà, có những nhà ta khoái nhiều thịt thì ta mua nhiều. Người ta ăn ít thịt á thì người ta mua ít. Xong cái mình ướp cái thịt trước. Mình cho muối, đường, bột ngọt, tiêu, mỗi thứ xíu vô thôi. Vô thịt xay xong mình trộn nó lên. Nhớ làm mọi người nêm một xíu thôi, tại vì lát mình còn nêm vô cái nước canh nữa. Cho nên là không có cần nêm cho cái thịt nó đậm đà đâu. Còn ai mà không ăn tiêu được thì đừng bỏ tiêu vô. Xong rồi cho cái hành băm nữa, cái hành tím băm vô nữa. Nó mới thơm, nó mới ngon. Rồi cái thịt mình ướp xong mình đã đó, mình làm tiếp tới cái khổ qua. Mình xẻ cái chỗ này ra nè. Đó, mình sẽ dọc cái trái khổ qua ra vậy nè. Rồi mình lấy cái kén của cái muỗng cà phê á. Bắt mình moi. Moi ra hết cái hộp khổ qua ra. Tại vì cái hộp của khổ qua nó đắng lắm. Cái này đã đắng rồi, cái hộp đắng hơn ăn không được. Với lại để cho có chỗ mình nhồi cái thịt vô. Xong cái mình nhồi thịt vô mình đã ra. Cái này là cái bí quyết của nhà mình á. Là mình bắt cái nồi nước lên. Rồi mình nêm nếm muối, đường, bột ngọt. Và cho cái ớt trái vô. Một cái trái ớt dập dập vô. Mình đã bỏ vô. Đó, xong rồi mình để cái nước sôi lên. Rồi mình mới bỏ cái khổ qua vô. Là mình làm như vậy á, là cái khổ qua nó không có bị đắng nhiều. Chứ còn á, mà mình bỏ cái khổ qua vô trước, trước khi cái nước sôi mà mình không nêm cái gì hết, mình để khổ qua nó chín rồi mình mới nêm á, nó, là nó bị đắng, đắng nhiều hơn, rất là đắng. Ờ, ngộ vậy mọi người. Mình ăn một miếng tiếp đây. Ê, ăn thêm nửa trái này nữa nó ngon quá mọi người. Cái gì mà thằng Simba nó không được ăn được á, là nó chê. Nó kêu khổ qua đắng nhất. Không. Ừ. Nó. Khổ qua đắng chết mọi người ơi. Đó, mọi người thử làm theo cái cách đó đi. Là mình ăn cái khổ qua nó ngon hơn, nó không có đắng nhiều. Xong rồi mình hầm cái khổ qua tầm 30 phút tới 40 phút. Tùy mọi người, có người thích ăn dừa, có người thích ăn nhừ. Vậy là xong một bữa cơm. Chiều mình hầm lại mình ăn tiếp. Đúng một món cơm này thôi. Ăn với cơm. Chấm nước mắm ớt. Đã luôn. Mọi người biết này là gì không? Trà đá. Nhà mình á là khoái uống trà đá lắm. Thời tiết oi bức, làm ly trà đá là đã luôn. Ba mình á ngày nào cũng pha một cái bình trà. Rồi mình lấy cái trà đó đó, mình bỏ nước lạnh vô, mình cho đá vô uống. Đã luôn, nhà mình khoái lắm. Đơn giản vậy thôi, uống cái này tốt hơn là uống nước ngọt nha mọi người. Cái canh này hồi nãy mình mua nó nóng lắm mọi người. Mà tại mình mắc công chuyện á, giờ này mình mới đổ ra. Cái canh khổ qua này á,
là chỗ này bán người ta nêm cái hành lá sắc nhĩ vô như vậy nè. Còn nhà nếu mà nhà mình ăn á là mình sẽ cắt cái cọng hành lá nó dài, xong mình bỏ vô, mình để vô khoảng tầm 5 phút 10 phút đó, cho cái hành nó nhừ ra luôn. Ăn chung với cái này nó ngon. Nhà mình thích ăn cái kiểu đó. Mọi người biết sao không? Mỗi lần mà mình ăn canh khổ qua là mình lại nhớ tới một cái câu chuyện mà nó trở thành một cái bài học đắt giá trong cuộc đời của mình. Thì cái lúc đó là cách đây 5 năm trước, mình mới có bầu Simba, thì mẹ mình bị bệnh nặng phải ở trong bệnh viện. Mình vô đó mình ở với mẹ mình, thì mẹ mình nó để cho mình giữ tiền để có gì mình chi trả các cái khoản phí này kia, ăn uống đồ. Thì xui một cái là mình làm mất luôn nguyên một cái túi xách của mình luôn mọi người, là trong đó là không chỉ có tiền không đâu, tất cả đồ đạc của mình, rồi thẻ căn cước, rồi thẻ ngân hàng, đủ thứ mình mất hết. Mà hên lúc đó là mình bỏ cái phone ở trong cái túi quần của mình á, cho nên là mình không có bị mất cái phone đó. Sau đó mình nói với mẹ mình, mà lúc đó mình cũng lo lắng lắm, thì mẹ mình rất là bình tĩnh mọi người, rất là bình tĩnh, một cái người mà đang bệnh nặng đó mọi người, mà rất là bình tĩnh, mỉm cười nói với mình là thôi không sao hết, bây giờ tới giờ ăn cơm rồi, hai mẹ con mình đi xuống ăn cơm đi. Hai mẹ con mình đi xuống căng tin, do đó mình chọn cái món này mình ăn nè mọi người. Mà ngộ một cái á, là bình thường mình không có thích ăn khổ qua, mà sao cái lúc đó ăn vô cái trái khổ qua nó ngon một cách kỳ lạ luôn á mọi người. Mình ăn hết dĩa cơm với lại trái trái khổ qua nhồi thịt, lúc đó nó quá là ngon luôn mọi người. Nó ngon hơn những cái tô canh khổ qua mà mình ăn bây giờ luôn. Mình không bao giờ mình quên cái mùi vị đó. Mình không hiểu tại sao nữa. Thì lúc trong khi ăn cơm mẹ mình cũng chẳng nói gì hết. Mẹ mình chỉ nói là cẩn thận nha, đừng có lo lắng quá. Tại vì một lần sảy thì bằng 7 lần sinh đó con. Ráng cho em bé khỏe mạnh, ăn nhiều vô đi. Vậy thôi, không nhắc gì tới cái chuyện mất tiền, mất đồ đó mọi người. Và từ lúc đó là mình đã nhận ra được một điều là mẹ mình quý mình hơn vật chất, quý mình hơn tiền, luôn luôn là như vậy. Từ nhỏ mình có làm đổ bể, có làm hư đồ, làm mất đồ thì mẹ mình luôn bình tĩnh và nói với mình không sao hết, chứ chưa bao giờ đánh chửi mình hay là nhắc lại cái chuyện đó rồi la mình, không bao giờ mọi người. Và khi mình lớn lên á, cho tới bây giờ mình trưởng thành, thì mình quý mẹ mình hơn vật chất, mình quý gia đình mình hơn vật chất, hơn tiền bạc, và mình quý con của mình hơn vật chất, hơn tiền bạc. Và đó là nhờ mẹ mình ngày đó quý mình hơn mọi thứ. Cái trái khổ qua nè mọi người thấy không, nó bọc cái thịt, nó bao bọc cái cục thịt nè, nó người ta không có dùng cái gì để bịt chặt cái này lại hết. Nhưng mà cái trái khổ qua cho dù cái nước nó sôi cỡ nào, dù mình hầm nó bao nhiêu lần, mình hâm đi hâm lại bao nhiêu lần, nó có nhừ, nó có rụt ra đi chăng nữa, thì nó luôn giữ cái miếng thịt này nè ở bên trong. Thì cái hình ảnh này nó làm cho mình liên tưởng tới hình ảnh của một người mẹ luôn luôn yêu thương, bảo bọc, che chở con của mình, theo dõi từng bước đi của con mình. Dù bao nhiêu năm tháng trôi qua, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì cái tình thương của người mẹ nó sẽ theo người con tới suốt cuộc đời, không bao giờ thay đổi. Mình á là không bao giờ mà vắng mặt những ngày lễ Tết hết. Đi đâu thì đi, nhưng mà những ngày lễ Tết á là luôn luôn ở nhà. Ăn cái canh này á cũng sẽ làm cho mọi người nhớ tới Tết đúng không? Tết là mình nấu canh khổ qua mình ăn nè, thịt kho tàu nè, nhiều thứ. Nấu đơn giản một nồi canh khổ qua thôi, cả nhà ngồi ăn cùng nhau nó rất là vui. Rồi ăn tiếp thôi, chè miếng nước mắm cay anh nha, trời nó ngon. Cái nhân của khổ qua mọi người, cái nhân thịt này nè, có những người á ta thích ăn cá thác lát, ta bỏ cá thác lát vô. Có người ta thích ăn tôm nữa, ta xay cái tôm ra ta bỏ vô, với lại giò sống đồ đó, người ta khoái ăn vậy. Chứ không phải là chỉ duy nhất là có cái thịt bằm không đâu, đó là tùy khẩu vị của mỗi người, tùy sở thích của mỗi người. Mình thấy á là chỉ cần cái thịt bằm mà ngon, nó ngon ở chỗ là mình biết nấu, mình đừng có nấu để nó bị đắng quá là nó ngon lắm.
mình sẽ ghi cái cách nấu khổ qua để đừng bị đắng quá ở trong cái phần mô tả, mọi người nhớ đọc nha. Nếu như mọi người chưa nghe rõ, mọi người thông cảm cho mình nha. Hôm nay cái giọng mình nó hơi khàn tại mình đang bị bệnh đó mọi người. Cái canh khổ qua này á, ở quán cơm này cũng bán. Nó giống như là một cái món phổ biến vậy, popular ở trong những cái tiệm cơm. Có bán canh chua, canh rong biển, rồi canh cải gì đó. Nhưng mà luôn luôn có canh khổ qua. Đã có nhiều người ta khoái ăn cơm xong á, cơm sườn, cơm này, cơm kia xong là ta phải kêu một cái trái khổ qua, nhồi thịt. Ăn xong bắt đầu kêu cho một trái khổ qua nhồi thịt để ăn tiếp. Ngon. Hoặc là có những người cũng ăn giống như nhà mình, chỉ có cơm với lại khổ qua nhồi thịt vậy thôi. Cái chỗ này người ta cũng biết nấu á mọi người, người ta nấu ngon á, nêm nếm vừa mà người ta làm cho cái khổ qua nó không có bị đắng. Có những chỗ làm cái khổ qua đắng ghét à, mà cái thịt bên trong nó còn sống nữa đó mọi người. Sợ lắm, sợ mấy chỗ vậy lắm, mà chỗ này nấu ngon. Đặc biệt là ở những cái quán cơm bình dân ở Sài Gòn là rất là nhiều, đồ ăn rất là rẻ, còn cơm thêm mới là miễn phí, tầm khoảng 30.000 dĩa cơm mà ăn cơm thêm thoải mái luôn mọi người. Là tính ra một cái dĩa cơm đó là chỉ có hơn $1 thôi, ăn cơm thêm thoải mái. Còn nãy mình mua hai cái trái khổ qua này nè là 30.000, là nó cũng chỉ có hơn $1 thôi mọi người. Đồ ăn thức uống rất là rẻ và ngon. Những cái người nước ngoài sang Việt Nam sinh sống và làm việc, và những cái người mà Việt Kiều về đây khoái lắm, khoái cái khoản này lắm. Muốn gì cũng có hết mà rẻ. Mà mọi người biết sao không? Với lại giống như mình này nè, một mình ăn là mình mua, khỏi cần nấu, rất là tiện lợi. Thì những cái người á mà người ta ở một mình cũng vậy, không cần nấu, đi mấy bước chân là một tiệm cơm, mấy bước chân là một tiệm cơm. Thích ăn tiệm nào ghé vô tiệm đó, làm một phần cơm là xong rồi, không cần bày ra nấu nướng vậy. À, nói chuyện hồi cái ăn hết hai trái khổ qua với chén cơm luôn trời. Cái khổ qua này mọi người, nó còn có cái công dụng là mình bị nhiệt trong người, bị nóng trong người, mình ăn cho nó mát. Bởi vậy là tại sao người ta khoái ăn canh khổ qua vậy? Ăn cơm thịt rồi nó nóng, làm trái khổ qua là nó mát. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Mọi người nhớ like, share và subscribe kênh của mình nha mọi người. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Và hãy ăn canh khổ qua liền đi. Nhớ Tết quá rồi. See ya!